Xin chào các em. Chào mừng các em trở lại với khóa học Vật lý 11 của trang web olm.vn. Các em có biết không, sự bùng nổ công nghệ thông tin bắt nguồn từ một loại vật liệu, đó là chất bán dẫn. Các linh kiện bán dẫn như diode, transistor, vi mạch có mặt trong mọi thiết bị điện tử dùng trong đời sống và khoa học kỹ thuật. Vậy do những tính chất đặc biệt như thế nào mà chất bán dẫn lại có tầm quan trọng như vậy? Cô sẽ cùng các em tìm hiểu thông qua bài 17, dòng điện trong chất bán dẫn. Nội dung chính của bài học gồm có: 1. Chất bán dẫn và tính chất. 2. Hạt tải điện trong chất bán dẫn, bán dẫn loại N và bán dẫn loại P. 3. Lớp chuyển tiếp PN. 4. Điốt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng diốt bán dẫn. 5. Transistor lưỡng cực NPN. Đầu tiên, ta hãy cùng tìm hiểu về chất bán dẫn và tính chất của nó. Khi nghiên cứu nhiều loại vật liệu, ví dụ như Zemani hay Silic, thì người ta thấy hai chất này không thể xem là kim loại hoặc điện môi. Chúng được gọi là chất bán dẫn ke mạ. Ngoài các bán dẫn đơn chất như Zemani và Silic, thì còn có các bán dẫn hợp chất và nhiều oxit, sunfua, selenua, tellurua hay một số polymer cũng là chất bán dẫn các em ạ những biểu hiện quan trọng của chất bán dẫn là về điện trở xuất của chất bán dẫn điện trở xuất của chất bán dẫn có một số tính chất như sau có giá trị nằm trong khoảng trung gian giữa kim loại và điện môi tính chất thứ hai là điện trở xuất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng ở nhiệt độ thấp thì chất bán dẫn dẫn điện rất kém giống như điện môi còn ở nhiệt độ cao thì chất bán dẫn dẫn điện khá tốt giống như kim loại kem ạ người ta gọi đó là sự dẫn điện riêng của chất bán dẫn Các em có thấy không điều này ngược với sự phụ thuộc của điện trợ xuất của kim loại và nhiệt độ bởi vì đối với kim loại thì khi nhiệt độ tăng thì điện trợ xuất sẽ tăng đúng không nào tính chất tiếp theo đó là điện trở xuất của chất bán dẫn cũng giảm đáng kể khi bị chiếu sáng hoặc bị tác dụng của các tác nhân ion hóa. Và tính chất cuối cùng đó là điện trở xuất của chất bán dẫn phụ thuộc mạnh vào tạp chất. Chỉ cần một lượng tạp chất rất nhỏ, khoảng 10 mũ trừ 6% cho đến 10 mũ trừ 3% cũng đủ làm điện trở xuất của nó ở lân cận nhiệt độ phòng giảm rất nhiều lần lúc này ta nói sự dẫn điện của chất bán dẫn là dẫn điện tạp chất. Với những kiến thức chúng ta vừa tìm hiểu, em hãy trả lời câu hỏi tương tác sau nhé. Tiếp theo, ta sẽ cùng tìm hiểu về hạt tải điện trong chất bán dẫn, bán dẫn loại N và bán dẫn loại P. Đầu tiên, ta xét trường hợp bán dẫn điển hình là silic. Nếu trong mạng tinh thể chỉ có một loại nguyên tử là silic thì ta gọi đó là bán dẫn tinh khiết. Silic là nguyên tố có hóa trị 4, tức là lớp electron ngoài cùng của nguyên tử silic có 4 electron. Nguyên tử silic liên kết với nguyên tử lân cận bằng liên kết cộng hóa trị, tức là mỗi nguyên tử sẽ bỏ ra một electron để tạo thành liên kết. Vậy trong tinh thể mỗi nguyên tử silic sẽ liên kết với 4 nguyên tử lân cận thông qua các liên kết cộng hóa trị. Khi đó, xung quanh mỗi nguyên tử silic có 8 electron tạo thành lớp electron đầy. Do đó, liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể silic rất bền vững. Và vì vậy, ở điều kiện bình thường, nguyên tử silic không dẫn điện vì không có các hạt tải điện kem ạ. Tuy nhiên, ở nhiệt độ tương đối cao, nhờ dao động nhiệt của các nguyên tử, một số electron hóa trị có thể thu thêm năng lượng và được giải phóng khỏi các liên kết, trở thành các electron tự do. Chúng có thể tham gia vào sự dẫn điện giống các electron dẫn trong kim loại. Đồng thời, khi một electron bứt khỏi liên kết thì một liên kết bị trống xuất hiện được gọi là lỗ trống. Lỗ trống mang một điện tích nguyên tố dương vì là liên kết thiếu electron. Sau đó, một electron ở mối liên kết gần đó có thể chuyển đến để lấp đầy liên kết bị trống và tạo thành lỗ trống ở vị trí mới. Điều đó cho thấy rằng lỗ trống cũng có thể dịch chuyển trong mạng tinh thể. Và đối với bán dẫn tinh khiết thì cứ có một electron dẫn là sẽ có một lỗ trống tự do đi kèm và các electron tự do và lỗ trống thì chuyển động hỗn loạn trong mạng tinh thể bán dẫn kem mạng. Khi có điện trường đặt vào thì electron sẽ chuyển động ngược chiều điện trường Còn các lỗ trống thì chuyển động cùng chiều điện trường Gây nên dòng điện trong chất bán dẫn Vậy dòng điện trong chất bán dẫn là dòng các electron dẫn chuyển động ngược chiều điện trường Và dòng các lỗ trống chuyển động cùng chiều điện trường Để ghi nhớ kiến thức vừa học, kem trả lời câu hỏi sau đây nhé Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về tạp chất cho và tạp chất nhận. Bây giờ, ta pha tạp phosphor vào tinh thể silic. Phosphor là nguyên tử có 5 electron hóa trị. Chúng chỉ cần 4 electron hóa trị để liên kết với 4 nguyên tử silic lân cận. Electron thứ 5 rất dễ trở thành electron tự do. Nên mỗi nguyên tử tạp chất phosphor sẽ cho tinh thể một electron dẫn. Ta gọi chúng là tạp chất cho hay đô no em ạ. Và chất bán dẫn silic có pha tạp phốt pho thì được gọi là bán dẫn loại n. Và đô no thì sinh ra electron dẫn nhưng không sinh ra lỗ trống. Mặt khác, chuyển động nhiệt cũng tạo ra một số electron và lỗ trống nhưng số lượng nhỏ hơn. Vì vậy, với bán dẫn loại n thì hạt mang điện chủ yếu sẽ là electron. Tương tự, khi pha tạp nguyên tử bo có 3 electron hóa trị vào tinh thể silic, chúng phải lấy một electron của nguyên tử silic lân cận để có đủ 4 mối liên kết. Chúng nhận một electron liên kết và sinh ra một lỗ trống, nên được gọi là tạp chất nhận hay acceptor. Chất bán dẫn silic có pha tạp bo được gọi là bán dẫn loại P các em ạ. Acceptor sinh ra lỗ trống mà không sinh ra electron tự do. Nên với bán dẫn loại P thì hạt mang điện chủ yếu chính là lỗ trống các em ạ. Đây là bảng cho ta biết điện trở xuất, mật độ electron và lỗ trống trong Gemani siêu tinh khiết. Germany pha tạp gali với tỷ lệ nồng độ nguyên tử 10 mũ 6% và 10 mũ 3% ở nhiệt độ phòng kem hãy so sánh với điện trở xuất của kim loại nhé. Chính xác rồi, kem đã làm rất tốt. Điện trở xuất của kim loại, ví dụ như đồng và khoảng 1,69 x 10 mũ -8 ôm mét. Vậy ta có, điện trở xuất của kim loại rất nhỏ so với điện trở xuất của Germany 10 mũ -3 phần trăm tạp chất và rất nhỏ so với điện trợ suất của Germany 10 mũ trừ 6% tạp chất và rất nhỏ so với điện trợ suất của Germany 0% tạp chất. Và điều này cho thấy tính chất của chất bán dẫn mà ta vừa nói ở trên là chính xác. Đó là chỉ cần một lượng tạp chất nhỏ cũng đủ làm điện trợ suất của chất bán dẫn ở lân cận nhiệt độ phòng giảm đi nhiều lần.